Hello, Cá Bà Quyển Audio xin kính chào tất cả quý vị và anh em. Hôm nay em xin giới thiệu đến tất cả quý vị và anh em một con đẩy thương hiệu Đức được sản xuất tại China. Một trong những dòng đẩy được đánh giá cao về chất âm với công suất tối đa đến 600W một kênh. Thì đây là một trong những cái dòng đẩy với cái tầm giá rất bình dân nhưng hiệu quả mang lại rất là cao. Con đẩy này gồm có mỗi vế là 8 con ha, mặt trên có 4 con và mặt dưới 4 con. Hai vế là tổng cộng có 16 sò. Gồm có 8 tụ, một biến thế rất to ha. Biến thế này khoảng 20. Đó anh em nha. Biến thế rất là to, khoảng 20. Rồi. Và con này ghép với tất cả các dòng loa ha, có trợ kháng đây 8 ohm. Gồm có hai quạt tản nhiệt nha anh em, kết nối bằng jack Canon. Đó. Có volume chỉnh từng kênh nằm ở phía sau, gồm có hai quạt tản nhiệt và cổng kết nối loa, một là jack nu chích hoặc là cắm dây trực tiếp AB ha. Đó anh em thấy nè. Rồi về mặt trước thì một con đẩy này nó có một cái giao diện rất đơn giản. Đây thưa quý vị, con này nó có cái mã CDA 2400, đó một thương hiệu của Đức nha anh em, sản xuất tại China, công suất maximum 600W một kênh ở mức 8 ohm. Chơi full 30, full 40 ok. Đó. Ghép với tất cả các dòng như bô thì thôi rất tuyệt vời nha anh em. Rất tuyệt vời luôn, và giá con này đã bao gồm phí ship là 5 triệu rưỡi. Đó anh em nhé. Con này đã bao gồm phí ship chỉ có 5 triệu rưỡi thôi. Và con này trong tình trạng nguyên bản nguyên zin như anh em nhìn thấy ha. Và cái điều thứ hai là con này nặng 20 kg. Con này nặng 20 kg nha anh em. Bề ngang 48, bề hậu sâu để em đo thực tế ha. Bề ngang thì 48 rồi. Bề hậu sâu. Bề hậu sâu chúng ta tính luôn cái phần quai này ha. Nếu mà không tính quai thì 39. Đó, anh em thấy nè. 39, nếu mà tính tổng chiều dài của nó là 45. Tổng chiều dài là 45, bề ngang là 48 nha anh em. Đây em thấy nè ha. Bề ngang 48 và tổng chiều dài cả quai sắt là 45, còn phần thân là 39. Đây, phần thân 39 và chiều ngang thì cái phần thân này, bề ngang phần thân bên trong là 43 và cân nặng 20 kg nha anh em. Đó, có công suất là 600W một kênh. Đó, công suất rất là khỏe. Cho nên là đáp ứng với tất cả các dòng loa, có bass 30 full hoặc 40 full là ok hết nha anh em. 600W một kênh là cực khủng. Và cân nặng là 20 kg. Rất là nặng nha anh em. Và giá là 5 triệu rưỡi đã bao gồm phí ship, cho nên anh em không cần phải đắn đo ha. Về con này thì thương hiệu của Đức và sản xuất tại China. Đó, anh em nhìn cái kết cấu nè. Nó có rất là nhiều cái thiết kế phải nói là độc chất của châu Âu ha. Đó, có những cái thiết kế rất là thương hiệu của châu Âu. Đó. 8 tụ và mỗi vế có 8 sò. 8 sò Toshiba nha anh em. 1, 2, 3, 4. Ở dưới có 4 cái nữa là 8. 8 với 8 là 16, 16 sò và 8 tụ, một biến thế 20. Biến thế này to lắm. Em đo thực tế luôn ha. Đo thực tế để cho tất cả quý vị và anh em nắm bắt luôn cái biến thế này. 16 nha anh em, 16. Biến thế này có cái đường kính là 16. Đó anh em nhìn thẳng xuống thấy 16 ha. Rồi. Về công suất cũng như về nội thất ruột gan và giá thì em báo tất cả quý vị ha. 5 triệu rưỡi đã bao gồm phí ship và giá rất là tốt nha anh em. Con này đánh full 30, full 40 ok luôn. Công suất là 600W một kênh. Cân nặng là 20 kg. Bề ngang
48, bề hậu sâu 45, chiều dài khoảng 10 ha. Em đo thực tế coi, 10 hay 12 đây. Rồi, chiều dài thực tế là chỉ có 9 phân thôi nha anh em. Đó, chỉ có 9 phân thôi, chiều dài 9 phân. Clip đến đây cũng đã đủ chi tiết ha. Tất cả nhu cầu anh em hãy liên hệ với em qua số điện thoại 090 782 7899 và địa chỉ giao dịch trực tiếp của em tại 290 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3. Giá 5,5 triệu đã bao gồm phí ship. Giá rất tốt gửi đến tất cả quý vị và anh em. Máy móc hoạt động chỉnh chu, nguyên zin, nguyên bản, tụ nguyên, tăng phô zin và tất cả sò tụ là còn nguyên hết. Và có cái giá tốt nhất gửi đến tất cả quý vị là 5,5 triệu đã bao gồm phí ship. Anh em nào giao dịch trực tiếp em không phải tốn phí ship thì trừ 300k đó anh em nhé. Anh em tự nhận và trả tiền ship thì 5,2 triệu, còn em bao ship là 5,5 triệu đó. Anh em cứ tự cân nhắc ha. Anh em nào ở gần thì free ship ha, free ship thì chỉ có 5,2 triệu thôi đó. Free ship 5,2 triệu là trong nội đô của Sài Gòn, em chở tới nơi thì 5,2 triệu, còn anh em ở tỉnh xa bao ship là 5,5 triệu, còn anh em mà tự nhận trừ trả ship thì cứ 5,2 triệu mà chúng ta giao dịch thôi. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị và anh em. Thank you, bye bye.